Một tác phẩm kỳ lạ. Một tác phẩm bằng đá tự nhiên do thiên nhiên tạo hóa nè. Đây là hình của một chiếc giày hoàn toàn do thiên nhiên tạo hóa, khối lượng rất là nhỏ bé nha, một khối lượng rất là nhỏ bé. Hoàn toàn bằng đá tự nhiên do thiên nhiên tạo hóa. Đây có không ai đục đẽo, cũng không ai mà sáng tạo ra hết, rất là tự nhiên. Đúng hình hài một chiếc giày luôn nha. Đó, một phiến đá tự nhiên rất là nhỏ bé nha. Thì ai có nhã hứng muốn làm chủ cái viên đá này thì cứ liên hệ với mình. Số điện thoại mình cứ để ở dưới mô tả. Đây là một tác phẩm sưu tầm bằng đá thiên nhiên, đá tự nhiên do thiên nhiên tạo hóa, không ai chạm hết. Cái ai có nhã hứng muốn làm chủ thì cứ liên hệ với mình. Thì mọi thông tin liên hệ mình gửi đến dưới mô tả hết, số điện thoại, email là có hết. Ai muốn thì cứ liên hệ với mình và cho một cái giá. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha.